Chào mừng các bạn anh em quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Và một cấu hình combo karaoke với cặp loa CS99 và X7 DAC thì bên Zika chúng em ghép rất nhiều. Và điều đặc biệt trong video này, với cấu hình này thì hiện tại chúng em ưu tiên ghép thêm một mẫu loa siêu trầm VKF2012 Plus. Và tuy rằng bát 30, bát 3 tấc thôi, nhưng với công suất hiện tại cho ra mắc lên được 700 thì nó sẽ phù hợp để ghép với cặp loa bát 40 kia. Em xin nói thêm về thông số của mẫu loa siêu trầm mới có thêm ở trong cái cấu hình này. Với công nghệ màng polyglass và gân cao su cao cấp cũng như là cái hệ thống khung xương đúc 8 xương rất chắc khỏe, kết hợp với mạch công nghệ class D và nguồn xuyến cho ra công suất ổn định như em vừa nói là 800, 7 đến 800. Màu sắc là hiện tại bản này có hai màu sắc, màu vân gỗ và màu đen, nhưng mà em ưu tiên ghép cặp với đôi 99 em sẽ ghép màu đỏ như thế này cho nó có cái tông màu sáng. Hàng chính hãng của WeWood, các em có thể theo xem được cái chi tiết của cái mẫu này trên kênh của em, vì trong cái combo này sẽ có rất nhiều sản phẩm cần giới thiệu nên không đủ thời gian để giới thiệu chi tiết về mẫu loa súp. Giá bán lẻ của cặp này của em loa súp VKF2012 này đang có giá là 6.500.000 đồng. Tiếp tục đến thiết bị thứ hai trong cấu hình combo, đó là một chiếc đẩy X7 DAC, một chiếc đẩy X7 DAC mang rất nhiều công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đó là cái cuộc cách mạng về âm thanh số, đó là những cái mà chúng ta hướng tới, cũng như nhà sản xuất hướng tới những cái sử dụng về công nghệ số nhiều, hướng tới tương lai ấy, thì sẽ đặt tất vào trong cái cấu hình con X7 DAC này. Mang trong mình một cái hệ thống chip giải mã X7 rất là cao, giúp các anh em có được cái chất lượng nhạc khi chúng ta nghe nhạc miễn phí trên YouTube, nó đầy đủ chi tiết này. Có luôn cả tính năng lao rớt để chúng ta kích bát kích tép khi nghe nhạc nhẹ đêm khuya hoặc là nghe những bản nhạc vàng. Echo Reverb rất mượt mà, ở phiên bản này thì nó sẽ cho ra công suất được 1000 và nó có thể đánh được hai cặp loa 40 như thế này cùng một lúc. Tiện đây nói luôn, ống kính đang ở trên cặp 99 em nói luôn. Cặp 99 các bạn có thể nhìn thấy chất liệu vỏ gỗ tự nhiên. Gỗ tự nhiên cũng như cái tấm mê căng của nó cũng là cái tấm mê căng làm hẳn bằng xương gỗ. Cắt định hình nó là hình trái chám và đây cái tấm lụa bên trong vừa chắn bụi bẩn vừa lọc âm thanh giúp có chất lượng âm thanh trong trẻo. Và điều đặc biệt nhất ở phiên bản này là các bạn có thể hát được karaoke trên cái phiên bản 99 của Pioneer này. Bát 40 gân vải tầm dầu, bố cục loa của nó thì cực kỳ gấu. Bản này các anh em để đi căng thì nó mới đẹp, mới đẳng cấp ở cái tấm đi căng. Còn ở đây các bạn có nhìn thấy một con bát 40 gân vải tầm dầu công nghệ màng FB của Pioneer này, cũng như là hai chung 15, hai tép bằng giấy và một loa siêu tép đi kèm, vỏ gỗ rất dày dặn, công suất mắc lên được 800W. Tổng tất cả cấu hình này, trọn vẹn cấu hình này là xem nào, 22 triệu đồng. Trong 22 triệu đó thì bên showroom chúng em hỗ trợ tặng toàn bộ dây giáp phụ kiện đi kèm, cũng như là tặng thêm một bộ mic không dây đi kèm nữa, và một chiếc đèn LED đi kèm, và miễn phí vận chuyển toàn quốc, cũng như là hỗ trợ lắp đặt tại nhà, bàn giao trong ngày cho các bạn em nếu có nhu cầu kỹ thuật chúng em đến tận nơi lắp đặt. Và thời gian thì cũng có giới hạn trong một video khoảng là 10 đến hơn 10 phút thì em cũng cố gắng để trình bày chi tiết tất cả các thiết bị cũng như là test nhạc. Thì sau đây thì em sẽ test luôn cái bản nhạc này và test một đoạn karaoke nữa gửi tới các bác. Nếu cần biết thêm chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp chúng em, và sau đây xin mời các anh em đeo tai phone và chúng ta lắng nghe thưởng thức những giai điệu nhạc nhẹ nhàng.
đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ôi mắt tình lại buồn hay sao, khi ta đã nguyện một đời yêu nhau. Dù cho nét son mới phai màu, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai, ta quen biết nhau khi tàn xuân, ta yêu thiết tha khi hè sang, và khi thu đến để mùa đông đám cưới đôi mình. Em ơi xích lại thật gần bên anh, cho anh nỡ một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Thật gần bên anh, cho anh nỡ một nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thanh bình, mình không lẻ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Từ đây mình không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Zika Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin.